Những nơi mà chị em phụ nữ cứ lên giường là khao khát đàn ông chạm được tới. Các bạn thân mến, có những điều mà chị em phụ nữ thực sự nếu mà nói đến thì rất là ngại ngùng, nhưng trong lòng thì lại vô cùng hạnh phúc và khao khát nếu như người đàn ông có thể chạm tới khi ở giường. Mỗi một cuộc yêu cuồng nhiệt sẽ không thể thiếu được những nụ hôn sâu mà đôi bên dành cho nhau. Đây còn được xem là nghệ thuật chăn gối mà không phải ai cũng rõ. Kỹ năng trốn phòng the là điều bất cứ cặp đôi nào cũng nên trang bị cho mình để giúp tình cảm vợ chồng thêm quấn quýt hơn. Bởi vì chuyện ấy vốn được coi như là bình dầu giữ lửa cho cuộc hôn nhân của hai người luôn rực cháy. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu đâu là những điều mà chị em phụ nữ luôn khao khát người đàn ông có thể chạm tới khi ở trên giường. Đầu tiên đó là phụ nữ họ rất thích người đàn ông biết vuốt ve. Cuộc yêu được khởi động bằng những cử chỉ vuốt ve mơn trớn từ đối phương sẽ luôn cuồng nhiệt và rào rạt những cảm xúc thăng hoa. Khi mà hai người trở về với nhau trong một chiếc giường ấm áp, thì người phụ nữ thường rất là khó nhập cuộc cũng như khó lên đỉnh hơn nếu như thiếu sự tác động của người bạn chung chăn gối. Những động tác vuốt ve nó giống như chất xúc tác giúp khơi gợi mọi ham muốn và làm cho thân nhiệt của người phụ nữ nóng lên, đánh thức những cảm xúc trong cơ thể của nàng. Đôi tay người đàn ông càng mềm dẻo, diện tích di chuyển trên cơ thể nàng càng rộng thì ham muốn của nàng sẽ càng tăng cao và tăng càng nhanh. Đặc biệt nếu đôi bàn tay ấy còn biết du thám ở những huyệt đạo nhạy cảm với tốc độ nhanh chậm đúng lúc thì khoái cảm của chị em phụ nữ sẽ càng được chạm đỉnh. Lúc ấy cơ thể nàng sẽ nóng bừng những cảm xúc để sẵn sàng cùng với đối tác nhập cuộc, tạo lên một cuộc yêu rực lửa khó quên. Điều thứ hai đó chính là phụ nữ họ rất là khao khát người đàn ông hãy hiểu về cơ thể của họ, tức là hiểu về cơ thể của người phụ nữ. Để đôi bên hòa hợp trong chuyện chăn gối thì hai người phải thực sự hiểu về cơ thể của đối phương, nhất là với chị em phụ nữ. Khi trở về giường, điều mà chị em cần chính là đối tác đủ tinh tế và đủ kiên nhẫn để cùng nàng khơi gợi những cảm xúc ân ái. Giống như là phái mạnh, cơ thể phụ nữ cũng có những điểm nhạy cảm như là vùng ngực, vùng đùi non, vùng xương quai xanh, vùng thắt lưng hay là vùng rốn. Khi hiểu về cơ thể của nàng, lúc nhập cuộc chỉ cần chàng khẽ chạm tới những huyệt đạo này là ngay lập tức sẽ thổi bùng lên được cảm xúc đê mê cho nàng. Tới khi nàng hồi đáp lại bằng những tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên nhẹ là chàng có thể tấn công sâu vào cơ thể nàng hơn rồi. Chắc chắn cả hai sẽ đạt được những giây phút thăng hoa. Mỗi một người phụ nữ đều có cơ địa khác nhau, hay nói cách khác là có những điểm nhạy cảm và có những điểm khác nhau về cơ thể. Chính vì vậy, hiểu thật rõ về cơ thể người phụ nữ mà mình yêu sẽ khiến cho người đàn ông ghi điểm tuyệt đối, bởi vì nàng hiểu rằng bạn đang dành sự trân trọng nhất cho cô ấy, trân trọng nhất cho cơ thể của cô ấy. Điều thứ ba chị em phụ nữ mong muốn đó chính là các anh đàn ông hãy massage ngực cho nàng. Khi nhập cuộc yêu, được đối tác massage vùng ngực sẽ khiến cho chị em phụ nữ có cảm giác bị kích thích nhiều hơn. Cùng với đôi bàn tay hư hỏng, chàng có thể kết hợp cùng với những nụ hôn ấm nóng đầy khêu gợi để di chuyển và yêu chiều cặp đối đôi của chị em. Cùng với đó, người đàn ông hãy nhịp nhàng đưa đẩy cái lưỡi của mình để trêu ghẹo cô ấy một chút. Trước màn khiêu khích nóng bỏng ấy thì cơ thể người phụ nữ sẽ giống như bị thiêu đốt mà sung sướng lên phát cuồng. Những nụ hôn sâu là điều chị em phụ nữ nào cũng mong muốn khi nhập cuộc. Một cuộc yêu nồng nhiệt sẽ không thể thiếu được những nụ hôn mà đôi bên dành cho nhau. Đây được xem là một nghệ thuật chăn gối mà không phải ai cũng rõ, nhất là phái mạnh, hoặc là đàn ông các anh đôi khi quá xem nhẹ việc này. Có một thực tế là khi nhập cuộc yêu thì đàn ông rất là hay nôn nóng, chiếm thế thượng phong. Không phải ai cũng biết đưa người phụ nữ của mình vào cuộc bằng một nụ hôn nghệ thuật đầy ma mị, đầy ngọt ngào, nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng và cuồng nhiệt, khiến cho đối phương gần như tê cứng trước đôi môi của chàng. Một trong những bí quyết để thổi bùng lên cuộc yêu chính là biết cách hôn nghệ thuật, di chuyển những nụ hôn trên khắp cơ thể nàng và phải hôn thật âu yếm. Hơi thở ấm áp, đôi môi mềm của người đàn ông chính là vũ khí tạo nên những khoái cảm, khơi gợi được những ham muốn cho chị em. Khi được đối phương yêu chiều, chăm sóc chu đáo như vậy thì chắc chắn bất cứ một người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy ngây ngất trong cuộc yêu cùng với người đàn ông của mình. Và một bí kíp nho nhỏ để các anh có thể tự tin hơn có những nụ hôn nồng nàn với người phụ nữ, đó là hãy chăm sóc răng miệng của mình tốt hơn một chút. Hãy có thể là súc miệng hàng ngày, đánh răng hàng ngày hay ngay trước khi nhập cuộc với một hơi thở thơm mát sạch sẽ, thì làm gì có người phụ nữ nào có thể từ chối nụ hôn nồng cháy từ người đàn ông của mình.
Điều thứ 5 chị em phụ nữ mong muốn đó chính là hãy yêu với nhịp điệu thật linh hoạt. Với người phụ nữ thì một cuộc yêu hoàn hảo, ấn tượng sẽ là một cuộc yêu mà hai bên có vận tốc nhanh chậm đúng lúc, nhịp nhàng và không bị ngắt quãng. Khi nhập cuộc thì người đàn ông biết khởi động với nụ hôn, mơn trớn rồi sâu hơn, tấn công từ từ nhẹ nhàng, rồi lại tới dồn dập đưa nàng chạm đến mọi cảm xúc như trên mây, khi lại giống như là lướt sóng của nhật. Mỗi một nhịp yêu chàng sẽ đều biết quan sát những biểu hiện thăng hoa trên nét mặt của đối tác để biết rằng người phụ nữ đang mãn nguyện hay không. Đặc biệt nếu như người đàn ông còn biết kìm hãm để cùng với vợ đạt đến tột đỉnh của sự thăng hoa, sở hữu một đối tác chăn gối tuyệt vời như vậy, tự hỏi làm gì có người vợ nào mà không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Điều thứ 6 mà chị em phụ nữ cũng rất mong muốn người đàn ông có thể mang đến cho mình khi nhập cuộc yêu đương, đó chính là hãy quan tâm đến cảm xúc của nàng. Vừa rồi là những điểm quan tâm đến cơ thể, chăm sóc về mặt da thịt. Vậy thì về mặt cảm xúc của chị em thì sao? Nếu chỉ là một mối quan hệ hời hợt, đến với nhau đơn giản là vì ham muốn giải tỏa, thì người phụ nữ quay đi quay lại, kẻ ta sẽ nhanh chóng đòi hỏi đưa đối phương để lên giường, còn người phụ nữ sẽ ở lại với sự chán nản. Khi cuộc yêu gần như là một sự chiếm đoạt riêng nằm thỏa mãn những ham muốn của người đàn ông. Nhưng ngược lại, nếu như cuộc yêu xuất phát từ tình cảm sâu đậm, thì phái mạnh hãy thực hiện cuộc yêu giống như một màn chiều chuộng và cưng nựng người phụ nữ của mình. Người đàn ông sẽ hãy quan tâm tới từng biểu hiện cảm xúc của đối tác. Chỉ cần thấy như nàng nhăn nhó hay là biểu hiện chưa vừa lòng, hãy lập tức giảm tốc độ hoặc là nghỉ giải lao, rồi hỏi xem cảm nhận của cô ấy bằng những câu đầy ngọt ngào như là: em cảm thấy thế nào? Em có thích hay không? Em sao à? Thậm chí nếu như thấy đối phương không tỏ ra thích thú, thì thay vì việc hằn học, trách cứ nàng, bạn hãy dỗ dành động viên cô ấy. Hãy ân cần và yêu chiều người phụ nữ của mình. Hôm nay đến đây thôi cũng được. Khi nào em có hứng hơn thì mình hãy tiếp tục nhé. Hãy nhớ rằng chỉ khi yêu sâu đậm và thật sự là người đàn ông trưởng thành, thì trong suy nghĩ, các anh chắc chắn sẽ thể hiện rằng mình yêu người phụ nữ và mong muốn cô ấy có những giây phút thăng hoa và mong muốn cô ấy có những cảm xúc thật sự hạnh phúc. Một người đàn ông chân chính và một người đàn ông yêu vợ, yêu đối tác là người đàn ông như vậy, chứ không phải chỉ là làm mọi cách để có thể đạt được những thỏa mãn ham muốn bản thân còn không quan tâm đến cảm xúc của mình là gì. Nên nhớ, hãy hỏi nàng cảm xúc thật sự của mình là gì nhé. Điều thứ 8, người phụ nữ cũng mong muốn người đàn ông, người chồng của mình có thể làm được, đó chính là đôi khi hãy đổi gió và hãy lén lút hẹn hò cùng với vợ xem. Biết rằng người đàn ông các anh thì luôn thích những sự mới lạ, ghét những lối mòn nhàm chán, và với chuyện chăn gối thì cũng không ngoại lệ. Bởi vì nếu như chuyện chăn gối quá nhàm chán thì là một trong những nguyên nhân rất lớn dẫn đến việc người đàn ông ra ngoài đi ăn vụng. Tuy nhiên, nếu như bạn thật sự là một người đàn ông bản lĩnh, yêu vợ hết lòng, thì người đàn ông này sẽ không bao giờ mượn cớ sự nhàm chán ấy mà cho phép bản thân mình phản bội lại nửa kia. Thay vào đó, người phụ nữ rất mong muốn người đàn ông, nếu như khi các anh cảm thấy cuộc yêu đã hơi nguội lạnh, thì hãy chủ động đổi gió cùng với vợ để khiến cảm xúc vợ chồng được thăng hoa, cuồng nhiệt hơn mỗi ngày, giúp tình cảm của đôi bên gắn kết hơn. Bởi vì điều này nó sẽ thể hiện được rằng người đàn ông đang trân trọng tình yêu của mình đối với vợ. Để làm cho cuộc hôn nhân cũng như cảm xúc chăn gối luôn mới, thì thi thoảng các anh có thể rủ vợ chơi trốn tìm. Chẳng hạn tranh thủ như lúc con đang ngủ, các anh có thể kéo vợ vào người, kéo vợ vào phòng đọc sách, phòng giặt đồ, thậm chí là gác xếp ghế sofa ngoài phòng khách, để hai người được quấn với nhau với những cảm xúc vụng trộm nhằm tạo sự phấn khích cho cả hai người. Hoặc nếu như có thời gian hơn thì các anh có thể đặt vé du lịch để hai vợ chồng có thể chạy trốn một hoặc hai ngày tới những nơi mà chỉ có nhau thôi. Không vướng bận con cái, không vướng bận gia đình, chỉ có hai người yêu thương quấn quýt lấy nhau như ngày mới bắt đầu. Nếu như các anh làm được điều này thì tôi nghĩ rằng không một người phụ nữ nào còn có nghĩ đến một người đàn ông nào khác nữa, bởi vì người chồng đã thực sự yêu và nghĩ cho người vợ. Và điều cuối cùng mà chị em phụ nữ nào cũng rất khao khát và rất mong muốn, nếu như người đàn ông làm được khi ở trên giường, thì tôi tin rằng 10 điểm là số điểm sẽ dành cho các anh. Đó là biết vuốt ve cơ thể vợ khi một cuộc vui đã tàn. Một điểm khác biệt rất dễ nhận ra ở những người đàn ông yêu vợ và những người đàn ông vô tâm một chút, đó là sau khi bữa tiệc uyên ương đã kết thúc,
người đàn ông vẫn sẽ biết âu yếm, vẫn biết vuốt ve người phụ nữ nằm bên cạnh mình, giống như lúc anh ta kéo vợ vào cuộc vậy. Thì đây thực sự là một người đàn ông khiến cho chị em phụ nữ không còn gì để chê. Thực tế là sau mỗi lần giao ban thì phái mạnh rất là hay bị mất sức nhiều. Thế nên với những người đàn ông mà đôi khi các anh có thể là vô tâm hoặc là không để ý đâu, không nghĩ rằng những hành động đấy của mình là khiến cho vợ cảm thấy buồn đâu, thì ngay khi rút trận, các anh sẽ quay ra ôm gối ngủ hoặc là dán mắt vào màn hình điện thoại, quên luôn người phụ nữ vừa cùng với mình tác chiến, để cho cô ấy nằm cô độc một mình, giống như là một sự vắt chanh bỏ vỏ vậy. Một người đàn ông tâm lý và yêu vợ thì ai lại có cách ứng xử như vậy, đúng không? Dù là khi nhập cuộc hay tàn cuộc thì vẫn sẽ luôn quan tâm, chăm chút cho người phụ nữ của mình. Cuộc yêu khép lại, người đàn ông quay ra âu yếm, vuốt ve giống như massage cơ thể sẽ giúp người bạn đời của mình được thư thái ngay sau khi bản thân nàng và cổ chàng cũng đều đã rất mệt mỏi rồi. Nếu như người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc cho vợ mình một cách tỉ mỉ và ngọt ngào như vậy sau mỗi cuộc yêu thì xin chúc mừng. Thật sự các bạn đã có một cuộc hôn nhân đầy ngọt ngào và người phụ nữ của bạn xứng đáng là người phụ nữ may mắn vì đã sở hữu một báu vật ở trên đời. Làm gì có chị em phụ nữ nào có thể còn có những tư tưởng với người đàn ông nào khác khi chồng quá tuyệt vời đến như vậy rồi. Chỉ có những người phụ nữ rừng mỡ, lăng loàn thì mới đi tìm kiếm người đàn ông khác nếu như chồng đã mang đến cho mình những sự đê mê hạnh phúc như vậy rồi mà thôi. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.